living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. We are at Disneyland. Lâu lắm rồi các bạn, 10 năm, hơn 10 năm rồi giờ mình mới trở lại. Lần này là mình có mang thêm Timmy. Timmy được 3 tuổi rồi. Nên năm nay mình quyết định là cho Timmy mua một cái season pass cho Timmy đi chơi Disneyland. Xin chào cả nhà. Mời các bạn cùng đi Disneyland với gia đình mình trong tập này nha. Mới đầu mình cũng chỉ tính mua một vé đi trong ngày cho gia đình mình thôi. Nhưng tính ra vé đắt quá các bạn ạ. Với giá hiện tại năm nay thì giá ticket của Disneyland thì có thể từ 100 cho đến 160, tùy vào cái thời điểm mình đi lúc nào. Càng gần đến hè thì cái giá nó càng đắt nha các bạn. Thì lúc mà mình thời điểm mình tính đi là hồi tháng 3, thì tính ra ba người gia đình mình đi thì cũng hết hơn 300 đồng rồi. Thành ra khi mà mình nhìn thấy cái mà pass của nó thì mình quyết định là mình mua annual pass cho team và hai vợ chồng mình luôn. Còn Tín thì bé quá thì tính ra thì không cần phải mua ticket. Em bé nào mà dưới 3 tuổi thì sẽ không phải mua ticket đi Disneyland. Nhưng mà Tín còn nhỏ quá cho nên mình cho Tín ở nhà với ông bà nội luôn. Disneyland passes thì nó có đến 4 cái level. Thì cái level đắt nhất á thì nó có sẽ có include parking luôn nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì parking mỗi ngày thì cũng hết 30 đồng cho một xe rồi. Thì nếu mà các bạn mà mua được mà cái đắt nhất á thì nó sẽ có cho parking unlimited trong đó luôn trong vòng 1 năm. Thì nếu mà bạn nào mà đi nhiều á thì mình nghĩ cái đó rất là lợi. Nhưng mà khi mà mình mua vé á thì hai cái tier đó thì nó hai cái tier đắt nhất thì nó sold out rồi. Thành ra chỉ còn hai cái ở dưới này thôi. Thì mình cái mà pass mà mình mua thì gọi là Magic Key Holder. Thì cái này là cái giá rẻ nhất nhưng mà chỉ có apply cho những bạn nào ở vùng phía Nam Cali thôi. Thì giá mình mua là 400 đồng một người cho một năm. Có điều là cái giá này á thì là tất cả gần như là tất cả những weekend hoặc là những ngày holiday lớn với lại 3 tháng hè là bị block out nha các bạn. Thành ra mình chỉ đi trong tuần được thôi. Bạn nào mà có con mà trong tuổi đi học đó thì chắc là không có mua được cái này đâu. Còn như mình thì nhà mình thì team còn bé chưa có đi học. Mình rảnh lúc nào mình xin nghỉ làm rồi mà gia đình mình đi thôi. Thì thành ra nó mua giá vé này là hợp lý nhất với gia đình mình. Đang đi Dumbo. Bây giờ đợi second... chắc 10 tiếng hả? À, hả? Cái này mới có second ride thôi mà Timmy đã đói rồi. 12 giờ hơn rồi. Ok. Are you ready, Timmy? Go! Go fly! Woo! Go, Timmy! Here we go! Timmy? Một phút máy, đợi 1 phút để được 1 phút máy. That's it. Hold on to it.
Cái lợi nữa của cái app đó là các bạn bây giờ hầu như tất cả các chỗ ăn ở Disneyland là các bạn phải đặt qua phone, chứ nếu không mà đi tới đó mà get in line thì rất là dài. Thành ra cái lợi của đặt đồ ăn qua phone là mình có cái giờ sẵn rồi. Thành ra giả dụ như thí dụ mà các bạn tính ăn lúc 12 giờ thì khoảng 11 giờ các bạn vô các bạn order đồ ăn, rồi các bạn nói cho họ là canh giờ khoảng 12 giờ là mình tới lấy đồ ăn, là coi như tới lấy là nóng sốt mà không có phải đợi lâu. Ok, this is our lunch. Khô. Nhưng mà rất cũng nóng. Nhưng mà trong cái đặc biệt thì đồ ăn ở Disneyland thì vậy thôi. Phần này như 14 đồng, phần này 16 đồng. Eat your french fries. Spicy chicken sandwich. Nashville. Hơi mặn. Các bạn nào mà thích ăn cay ăn mặn đó thì ok, và cũng chẳng có gì đặc biệt. Team park food thì chỉ vậy thôi. Để mình đi mấy lần rồi mình ăn mấy chỗ khác thử anh. Chỗ nào ngon hơn không? Sao? Trăm đấy thì có pickle thôi. Nếu mà nó có coleslaw nó có thể ngon hơn. Nó không có rau. Gà không được giòn lắm. Tại vì nó có cái sauce á, nó có cái spicy sauce nó thấm vô rồi, nó mực giòn. Đúng ra để spicy sauce qua on the side thì ngon hơn. Mà cái pickle của nó cũng ngon. Ăn ok, không quá cay. Nhưng mà nói là ngon thì không ngon rồi. Một cái lợi nữa của mua Disneyland Passes nữa là các bạn sẽ được discount khi mà các bạn đi ăn hoặc là mua những đồ souvenirs ở trong Disneyland. Cho Magic Key Holder thì tất cả những cái purchase của mình ở trong Disneyland thì mình được 10% off. Thì tính ra thì cũng không có gì nhiều, nhưng mà các bạn nên nhớ là đi Disneyland á, cái giá mà nặng nhất á là những cái tiền ăn uống, rồi tiền parking, rồi tiền mua quà này kia. Con mình nó đi vô đó rồi nó đòi tùm lum hết các bạn. Thành ra nếu mình khuyên á, nếu mà đi như team là lúc đầu, ngày đầu tiên team đi vô á, team cũng đòi nhiều đồ chơi lắm, nhưng mà mình mua cho team 1-2 món, rồi sau những lần sau mình đi á, mình kêu team mang đi theo luôn để cho nó không có đòi mua thêm đồ chơi mới. Khi đại dịch Covid thì Disneyland họ ra cái system mới là mình phải make reservation thì mới được đi Disneyland nha các bạn. Mặc dù các bạn mua vé hoặc là các bạn mua passes thì các bạn vẫn phải đặt vé trước trên mạng, chứ các bạn tới nơi mua thì mình nghĩ là không có vé trong ngày đâu. Như gia đình mình thì trước khi mình đi á, thì mình sẽ reserve trước. Với cho Magic Key Holder thì mình chỉ được reserve có 2 ngày in advance thôi. Còn những cái mình nghe nói cái pass mà đắt nhất á, thì mình có thể reserve đến 3 ngày in advance ạ. Nếu mà các bạn mà không có show up á, thì trong 1 năm thì nó cho mình 3 lần. Nếu mà sau 3 lần á, mà các bạn mà không show á, thì họ sẽ block các bạn trong 1 tháng, là các bạn sẽ không có make reservation được trong vòng 1 tháng trời. Mà nếu mà các bạn tính không đi được á, thì họ có cho mình cancel 24 hours in advance. Thì nếu mà các bạn cancel thì họ không có penalize các bạn. Thêm một thay đổi mới về Disneyland nữa là mọi thứ hiện tại bây giờ là đều qua một cái phone app hết nha các bạn. Các bạn chỉ cần download cái app của Disneyland trên phone của mình, rồi khi mình vô trong đó thì mình chỉ mở cái app đó ra thì trong đó nó có tickets, mọi thứ hết rồi. Thành ra mình không có phải in ra gì hết. Chị là món my favorite ride nè.
Hope you enjoy it, Timmy. Của cái app nữa là trong đó là sẽ có wait time cho những cái ride mà mình muốn đi, thì các bạn có thể coi mà các bạn có thể thấy được. Rồi những cái map nữa, Disneyland lâu lắm rồi mình không đi, thành ra nếu mà không có map thì mình cũng đi lạc tùm lum hết nha các bạn. Thành ra có map rồi nó chỉ cho mình những cái ride, thì cái wait time là bao lâu thì mình tới đó mình có thể plan cái ngày của mình tốt hơn. Thêm vào nữa thì team nhà mình nó còn nhỏ lắm các bạn, thành ra mình không có đi lâu được, đi trong chừng khoảng nửa ngày thôi là cả hai vợ chồng mình mệt hết xíu quách rồi. Nó thì chưa đến nó vẫn phải đi ngủ, thành ra mình chỉ đi nửa ngày thôi. Tính ra thì là cái Magic Key Holder này là rất là hợp lý với gia đình mình. Timmy is tired, huh? Are you tired? Sleepy? Yeah. Timmy sleepy, nằm xuống nha. Ok. Yeah. Đi Disneyland về được ông bà nội nấu cơm hết sảy. Tím như leo của con đó. Để ăn ké. Ngồi ghế, ngồi vô ghế rồi, bố đẩy ghế cho nó ngồi. Thank you ông bà nội. Thank you ông bà nội. Trời ơi.